Thank you.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã hứa ban phục trường sinh cho tất cả những ai ăn bánh này. Giờ đây xin nhớ lại lời hứa mà ban cho chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Con xin mời mọi người an toàn trong đôi lúc. Chúng ta những lời có thông báo rằng cuối tuần này giáo xứ tất cả các thánh lễ chúng ta có xin điện lần thứ hai với mục đích như sau: là vào thứ tư tuần trước có một vụ cháy ở chỗ cha chồng ở bên apartments, và giáo xứ chúng ta thứ hai vừa rồi đã có những cái quần áo và đồ ăn. Thế là chúng ta cho những cái người nạn nhân, những người bị nạn nhân trong vụ cháy này, thì thay mặt họ, giáo sư xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng lòng giúp đỡ những người trong hoàn cảnh khốn khó như thế này. Xin thông báo vào thứ ba này là chúng ta có Fat Tuesday, thì cộng đoàn Mễ có nấu bữa ăn on can eat từ 5 giờ đến 8 giờ trong hội trường với giá là 10 đô người lớn. 6 đô, còn nào trong bụng thì ăn free với mẹ nó. Rồi nếu ai có nhà ý thì đi tham dự. Rồi còn thứ tư đó, chúng ta có lễ cho và tất cả những lễ tiếng Mỹ vào buổi sáng. So on Ash Wednesday, all the English masses are in the morning. Còn thứ lễ Việt Nam chúng ta có lúc 5 giờ rưỡi chiều, ngày thứ tư lễ cho. Và chúng ta cũng nhớ chay nghị thịnh vào dịp này. Và trong thứ 6, của tất cả thứ 6 trong buổi chay, chúng ta có lễ đàn thánh giá lúc 5:45 và 6:15 chúng ta có lễ. Rồi trong tất cả các thứ sáu từ 6 giờ đến 8 giờ thì trong hội trường chúng ta cũng có những bữa ăn trong một chay đó. Chắc chắn không có lobster đâu nhưng mà ăn cũng ngon. Hôm nay là ai đi đàn thánh giá xong để đi lễ rồi đói bụng xin mời vào hội trường cho nó vui. Và tất cả những thông tin xin lấy đó thông tin giáo xứ về để nhắc nhở nhau chúng ta đi lễ. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lạy xong chúng anh chị em đi bằng ta. Thank you.
con chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi về bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và lưu ích cho chúng ta cùng toàn thể mọi thánh người. Lạy Chúa, chúng con thành kính tiến dâng lễ vật này để tôn vinh danh thánh. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận để lễ tế hôm nay đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin để Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con, người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi, đã lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Xin Chúa hướng dẫn anh chị em chúng con để an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng huyết thuộc chúng con đã đi trở trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bảo vệ ánh sáng tội nhân Chúa. Chúng con hãy xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được hưởng sự sống đời đời cùng Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Chúa Nữ,
phong độ của toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa. Lạy Chúa.